Phôi này phôi kim quýt nha bạn. Phôi này nó trường dài cũng đẹp lắm, nó có cốt sẵn đó nè. Cốt tự nhiên nhưng mà cốt sẵn tận dụng được, xài được. Mày sao nó có cốt đẹp nữa nè. Bò dài đẹp lắm. Cái này nó bò dài chiều ngang cả gan nè, thấy không? Gan tay mình đó. Già cây lắm. Cái này mình cũng không có đo cái hoành được. Cái hoành nó chiều ngang nó dài, còn cái khúc con này được khoảng 30 nè, gần 30 nè. Kim quýt. Cái này trường dài đẹp lắm. Phôi. Kim quýt nó cũng dễ sống lắm nha bạn, phôi nó dễ sống lắm, tỷ lệ sống nó cao lắm. Cái già. Quay mặt xa các bạn, mặt này có tận dụng làm cành điểm luôn, cây này đẹp nè, dáng đẹp. Móng nó mọc trúng cây. Phôi này phôi lớn già cây. Phôi này có nghe mùi bán già cây. Móc lấy mặt tiền bên đây, tận dụng được mấy kia. Chứ mặt bên kia thì nó có chiều sâu hơn á, nhưng mà nó không tận dụng được. À, mấy bạn gì nghiên cứu thêm dưới mặt bên kia mình thấy nó có chiều sâu hơn á. Chiều ngang nó bò cả gan mà, nhưng mà nó có cái bát trên này chống chịu, nhìn nó lực cây. Nó có cái bát nè. Có cái nguyên rễ chống chịu nè. Này nó cũng có cái bát nè. Đó. Cái này bó bầu rồi gửi cho mấy bạn. Mới trồng à. Cái này mới trồng nha mấy bạn. Chim quýt thì nó cũng lâu ra tược lắm. Nhưng mà tới chừng nó ra tược lẹ cũng lẹ. Ra tược thì cái tược nó cũng lẹ lắm. Giai đoạn là mới lú tược thì lâu nhiều, thì cả tháng mấy. Kim quýt, phôi kim quýt.